Cảm ơn cậu. Pháo hoa của Ngài Tận Thế đã giúp tôi có động lực trở lại để thi vào Hoa Thanh. Ngày mai là lễ khai mạc của thi robot. Cậu có muốn đến xem không? Cậu đừng có được voi đầu tiên. Hôm nay chúng ta đã nói rõ, chỉ là vô tình đi chơi với nhau thôi. Vậy cậu phải kiên trì lâu một chút, vì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tiễn Tiễn, học trưởng Son lại ở đây. Anh vừa đến phòng tìm em. Bạn cùng phòng của em nói em ra ngoài rồi. Vừa nãy trời mưa, em không bị ướt chứ? Có tôi bên cạnh, cô ấy không bị ướt đâu. Có phải tôi đã làm phiền hai người rồi không? Không có. Có một chút đấy. Hay là học trưởng lánh mặt một chút đi. Thật ngại quá. Bây giờ tôi có một số chuyện công việc cần bàn với Tiễn Tiễn. Cô ấy có vẻ buồn ngủ rồi. Có gì không để hôm khác nói được sao? Không sao đâu học trưởng. Anh tìm em có việc gì vậy? Chúng ta tìm nơi yên tĩnh, ngồi xuống nói đi. Dạ được. Đi thôi.